Xin chào ông bà, cô dì, chú bác và tất cả các bạn nhé. Hiện tại thì Hải đang có mặt tại trung tâm thị trấn Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai. Ở kia là cây cầu sắt kìa. Cái cầu đấy thì có đường tàu đi qua. Và dưới này là sông Hồng nhá. Sông Hồng, nước chảy phù sa. Ngày hôm qua thì có mưa nên sáng nay thì nước nó đục các bạn. Ở dưới đây là có một con bè này. Chắc là người ta nuôi cá ở đấy đấy. Một cái phong cảnh buổi sáng các bạn. Buổi sáng ngày hôm nay thì hơi có sương. Và đây là cây cầu mới này. Cây cầu mới. Nhưng mà mới là so với cây cầu sắt kia thôi. Cây cầu này thì cũng mới thì nó cũng xây được khoảng 10 năm rồi các bạn. Bây giờ thì Hải sẽ dẫn ông bà cô dì chú bác đi chợ phiên. Và lúc nào tới chợ thì chúng ta sẽ biết phiên chợ đấy nhá. Bên này này các bạn này, ở mé bên này thì chúng ta sắp sửa đến một cái o tròn và một đường rẽ lên Sơn Hải, một đường thì rẽ xuống Sơn Hà. Đây. Khung cảnh buổi sáng mọi người đang đi làm. Ở dưới kia là ga kìa các bạn kìa, cái khu nhà đỏ đỏ đấy. Xuống một đoạn nữa là ga Phố Lu. Ga Phố Lu bây giờ thì rất ít người đi. Nguyên nhân là có đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đường cao tốc Nội Bài Lào Cai bây giờ thì khá thuận tiện cho khách xuôi lên các tỉnh ở phía Bắc, đặc biệt là Lào Cai, Sapa, Bắc Hà. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi nhé các bạn nhé. Hôm nay thì Hải sẽ quay cho các bạn xem trung tâm thị trấn Phố Lu, sau đó là chúng ta sẽ đi chợ phiên. Ngày hôm nay thì Hải sẽ đưa mọi người đi chợ Bảo Nhai. Chợ Bảo Nhai cách thị trấn Phố Lu khoảng 20 cây. Và chúng ta đang có mặt tại thị trấn Phố Lu. Bây giờ thì thị trấn Phố Lu thì khá là thay đổi các bạn. Những ngôi nhà không cao tầng lắm nhưng mà mọc rất là nhiều. Và ở đây thì chúng ta sắp sửa đến một cái ngã tư các bạn. Ngã tư này mới mở. Nhưng mà chúng ta đi lối cũ nhé. Chúng ta sẽ đi lối cũ, đi đường xuống bệnh viện. Để cho mọi người, để cho ông bà có gì chú bác nào mà xem này nhớ lại. Đây là cái lối mới này các bạn này. Đấy. Nhưng mà đây là lối cũ này, chúng ta sẽ rẽ phải. Đây. Ở đây là người ta làm cái đường giảm tốc ạ. Bây giờ mới rơi vào 6 giờ sáng thôi. Nên buổi sáng hầu như là vắng các bạn. Buổi sáng ngày hôm nay hình như đang có mưa phùn các bạn ơi. Thấy trời âm u, mưa phùn. Vì mùa này là bước sang mùa mưa mà. Đây là ngã tư này các bạn này. Ngã tư một đường xuống bệnh viện. Đi thẳng xuống là xuống bệnh viện nhé. Và chúng ta sẽ rẽ trái các bạn. Đây có một cái ngã tư này. Đây này các bạn này. Ở đây là người ta cũng đang chuẩn bị đô thị hóa này. Đấy, chuẩn bị đô thị hóa.
Bây giờ thì mình sẽ đưa cả nhà đi đi chợ Bảo Nhai. Chúng ta đang tiến tới cây một sang các bạn, cây một. Đây gọi là cây một lưu. Và ở đây thì có một cây sang. Đây này, một đường đi Yên Bái, một đường đi Bắc Ngầm. Đây cây sang này các bạn này. Cây sang này là người ta mới tu bổ lại, khá là rộng. Chợ Bảo Nhai thì làm giáp ranh giới giữa huyện Bảo Thắng và huyện Bắc Hà. Đấy, chúng ta mà đi Bắc Ngầm này, sau đó là đến chợ Bảo Nhai. Chợ Bảo Nhai là thuộc đất của Bắc Hà nhé các bạn nhé, chứ không thuộc Bảo Thắng, thuộc huyện Bắc Hà. Cầu Bắc Ngầm. Chúng ta đã di chuyển tới cầu Bắc Ngầm rồi nhé các bạn nhé. Ở đây thì có hai đường rẽ, một đường rẽ lên Lào Cai phía bên tay trái và một đường rẽ lên Bắc Hà ở phía bên tay phải các bạn. Đây, chúng ta sẽ rẽ tay phải nhé. Đây, đường Bắc Hà 27 km. Từ đây lên tới Bắc Hà thì còn 27 km. Và chợ Bảo Nhai thì cách đây khoảng 6-7 cây thôi. Ở đây thì mình thấy là bà con trồng ngô này các bạn này. Đấy, các bạn thấy là những cái vườn ngô bây giờ nó sắp cho thu hoạch rồi đấy. Đây bên này đây các bạn này. Đây. Những cái bãi trống này thì bà con trồng ngô. Bây giờ là có dâu rồi. Chỉ trong vòng một tuần nữa thôi là vặt luộc rồi còn. Bây giờ thì chúng ta có mặt tại chợ Bảo Nhai rồi các bạn. Đây là chợ Bảo Nhai. Chợ Bảo Nhai thì nằm giáp ngay đường cái nhé các bạn nhé. Đây. Nhưng mà trước khi vào chợ Bảo Nhai thì Hải sẽ dẫn ông bà, cô dì, chú bác đi đến một nơi mà phong cảnh rất là đẹp. Chào ông bà, cô dì, chú bác và tất cả các bạn nhé. Hiện tại thì Hải đã có mặt tại dòng sông chảy và cây cầu Bảo Nhai. Cái phong cảnh ở đây rất là đẹp. Và Hải sẽ đi quay chia sẻ cho ông bà, cô dì, chú bác xem cái phong cảnh ở đây. Sau đó là chúng ta sẽ đi vào trong chợ nhé các bạn nhé. Mỗi lần đi chợ Bảo Nhai các bạn, Hải thường thường ghé qua cây cầu Bảo Nhai và ngắm cái khung cảnh ở đây. Một cái khung cảnh đồi núi chập trùng, những đám mây, những dòng sông và những cái cây tre, lũy tre ở hai bên bờ sông. Một cái khung cảnh mang lại cảm giác cho chúng ta rất là bình dị, giản dị, mộc mạc và thơ mộng và thư giãn cuộc sống các bạn. Một cái khung cảnh rất là đẹp nhé. Ở đây là cái cầu Bảo Nhai này các bạn. Đấy, mọi người thì đang đi làm. Dưới đây cũng thế này các bạn này. Một cái khung cảnh rất là tuyệt vời.
Nếu mà các bác nào mà ở Bảo Nhai thì các bác có thể là nhận thấy ngay, cứ vào buổi sáng ấy thì cái phong cảnh ở đây cực kỳ là đẹp. Bởi vì là buổi sáng sớm ấy thì là có những cái đám mây ở trên núi kìa, bao phủ đồi núi thơ mộng rất là đẹp. Và đây là dòng sông chảy này các bạn này, nước chợ nước hầu như là đứng im nhé. Và ở đây thì có cá sông chảy. Và tí nữa vào trong chợ Bảo Nhai, Hải sẽ dẫn các bạn ra khu vực người ta bán cá. Và đấy chính là cá người ta đánh lưới này, người ta bắt ở sông chảy đấy. Thôi bây giờ thì xin mời các bạn trải nghiệm cùng với Hải trong phiên chợ ngày hôm nay nhá. Chúng ta sẽ đi vào trong chợ. Chúng ta đã có mặt tại chợ phiên rồi nhá các bạn nhá. Đây là chợ Bảo Nhai. Chợ này trong một tuần thì diễn ra hai buổi, đó là sáng thứ năm và sáng chủ nhật. Và chúng ta đang đi chợ phiên, đó là sáng thứ năm. Ở khu vực này bà con bán một số các mặt hàng này các bạn này, mình sẽ quay chia sẻ cho các bạn nhé. Hình như là ở đây là người ta bán những cái cọng quế các bạn. Đây, mình thấy rất là nhiều những cái túi bóng. Túi bóng ở trong đây là người... Đây, chúng ta sẽ xem một tí. À, ở đây là các cô ấy bán cọng quế nhỉ. Cái cọng của lá quế. Đây này. Cái này lấy chắc là lâu lắm cô nhỉ. Ở đây là có người thu mua các bạn. Mình sẽ lấy cọng quế. Anh em ơi, cho anh xem thì đây là cọng quế này các bạn này. Quế của cái này đẹp mà. To đúng không? To và dài. Cái này là chưa khô mấy à? Quế nó mới rụng ấy, nên là cũng to. Cái này nó trồng nó rất là nhiều. Rất là tốt. Bao nhiêu tiền một cân ấy? Rẻ lắm. Mấy chục à? 60.000 một cân. Đây là những cái cọng quế, cái kiểu cái lá quế nó rụng xuống ấy, sau đó là bà con lúc rảnh rỗi bà con ngồi lấy những cái cọng quế này. Nhưng mà lấy này rất là lâu các bạn. Một cả ngày nếu nó nhảy giỏi mới được một cân. Cả ngày mới lấy được một cân. Chứng tỏ là rất là lâu. 60.000 một cân các bạn. Đấy. Ở đây là có điểm thu mua rất là nhiều này. Cái này là cái cọng quế nó nhiều tinh dầu nhé các bạn nhé. Đâu cái gì ạ? Áo à? À có cái áo quảng quáng quế à? Đâu xem nào. Đây. Vừa đi anh em vừa đi bán hàng vừa quảng cáo để có người thu mua luôn. Đấy. Mình vừa chụp cái số đấy. Các bạn có mua bán quế thì hãy liên hệ với anh ấy. Anh em mua cầm quế. Đây là chưa, chúng ta vẫn đang đứng ở ngoài đường nhá các bạn nhá. Ở khu vực này là bà con bán rất là nhiều các nông sản này. Và hình như là có cả lợn. Bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn vào trong đấy xem một tí nhé. Đây. Ở khu vực này là người ta bán gà các bạn. Gà rồi vịt. Ở đây là có một con chó này các bạn này. Ở đây là có một con chó. Chó to to phết đấy. Con đấy cũng phải 600-700 đấy các bạn. 500-600. Ở đây là người ta bán gà này. Gà này các cô ấy đang bán với giá là 170 các bạn. Có nghĩa là gà không phải công nghiệp, gà nuôi đấy. Gà nhà, gọi là gà nhà các bạn. Còn gà công nghiệp thì chân nó béo béo cơ. Ở bên này là người ta bán cả ngan này các bạn này. Ngan. Cân bao nhiêu? 75. Ngan là 75. Đất 75.000 một cân ngan. Ở bên này nữa các bạn này. Ở đây này người ta bán những cái con chó này. Đấy, chó con các bạn. Đây này. Chó này là chó phổ thông thôi nhá các bạn nhá. Chó thường ấy. Đấy, chó mà bình dân nhất. Con này của bác hả bác? À, con to trong này đẹp khoảng bao nhiêu bác ơi? Mấy trăm bác? 600. Gâu gâu gâu. Thấy người lạ sủa đấy các bạn. Làm quen tí nào đỡ bị sủa. Đây đây. Con trong lồng này bác ấy đang báo là 600. Cái con này thì nó to và dài người.
nó nặng cũng khoảng 6 cân đấy các bạn, 6-7 cân đấy. Cũng khá là to. Rồi, ui, bên này là người ta bán, bên này người ta bán nhiều những con ngan kia này, con vịt. Mình xem ngan hay vịt nhé các bạn nhé. Xin chào nhé. À, ây, chà chà chà. Đưa tay nhìn con, đưa tay nhìn con. À, con này là con vịt đúng không ạ? À, con này chỉ đá được 1.000 thôi. Mình nhìn lại, chở xa đấy. Vâng, cô ở đâu đây nè? Ở Phú Nhuận anh. À, Phú Nhuận à? À, nhà cháu ở đây mà. Vâng. Ô, cô tận Phú Nhuận ra đây á? Ồ, thế cô mới gọi là người đi xa. Cô là người đi xa đấy à? Cô là người Giang, người Tày nhỉ? Người Tày. Người Tày nhỉ? À. Thế cô lên chờ Trịnh Tường nào không? Chờ gì? Chờ Trịnh Tường ấy. Trịnh Tường à? À, chuyện bát sát á? Ừ. Ờ, lên một lần nó y tí rồi. Y tí không bán gà vịt đúng không? Ở đấy á? Không, mình lên chợ y tí rồi. Ừ, còn Trịnh Tường ấy chưa đi. Mình nhận lãi. Vâng, không bán được. Ở đây. Còn gì có mình 10.000 hả bác? Cái này bao nhiêu con, nhiều một con có? Mấy chục à? Làm gì có mình 10.000. Hai mấy nghìn? 17.000, 18.000. À, 17, 18.000 này. Bao có mình 10.000 thì có mình 10.000. Có mua bao giờ đâu? Mình chưa mua bao giờ, mình chưa biết các bạn. 17.000 một con đã bán được. Ở đây là cô đang bán là 17.000 một con các bạn. Này hơn 3 cân. Con này là con ngan. Này. Bán để đi về thôi. Nó to hết cỡ là 3 cân rồi bạn. Ừ, to lắm. À, vâng. 3 cân vịt, 3 cân là to rồi. À, vâng. Nhiều nhỉ. Vâng. Vâng. Ồ đây. Thế bên này là ngan hay là vịt ạ? À. Như à vâng, những cái con này nó to hơn các bạn. Những con này chắc là phải hai mấy nghìn chứ nhỉ? Ở đây 20.000. À 20.000. Nói chung là cô ấy bán rất là nhiều. Cô ở đâu nhỉ? Ở Phú Nhuận chứ không phải là Võ Lao nhỉ? Ở Phú Nhuận. À, Phú Nhuận thôi nhỉ? Vâng. Cháu đi chơi tí mà. Vâng. Đây này, cô ấy bán cả ngan, cả gà. Ô thế này mình chở ô tô ra mới hết được chứ nhỉ? Ô tô à, vâng đúng rồi. Chứ bằng này chở xe máy là không được đấy các bạn. Rất là nhiều. Cái loại nhỏ này cô ấy đang bán là 17, còn loại to này cô ấy đang bán là 20. Đấy. Ngan gà vịt. Ở đây là những cái con giống gia cầm các bạn. Để bà con mang về nuôi đấy. Đấy, chợ Bảo Nhai ngày hôm nay thì mình thấy cũng khá là đông. Ở bên này này các bạn này. Ở bên này thì là người ta bán những cái con lợn bản này, lợn đen này và có cả ngô nữa. Đấy, mình sẽ sang đấy quay chia sẻ cho các bạn tí nhá. Đi tí nhá. Ở đây. Đây các bạn này. Đấy, lợn đen này. Đấy. Ở đây là những cái con mà hơn một yến rồi, dưới 20 cân. Và bác trên một yến con. Phải chỉ vào con nào cơ mà bác mới biết được hơn. Triệu tư à. Con đen đen này bác ấy đang báo là 1.400.000 này. Con nhỏ này, con mấy con nhỏ hơn thì bác ấy báo là 1.300.000. Thì giá nó trung bình vào tầm, nếu mà to như này thì nó trung bình vào 90-100.000 một cân. Lợn đen này. Ở đây là có con lợn, ở đây là có con lợn béo này các bạn này. Con này to này. Nhưng mà con này là màu đỏ nhỉ. Kiểu nó cũng đen đen và đỏ đỏ. Đấy, như kiểu bị thiếu ánh nắng ấy. Con này thịt tốt rồi các bạn. Khá là nhiều thịt rồi, béo rồi. Con đấy là bác ấy đang báo là 1.300.000. Đây là những cái cảnh ở trên miền núi rất là mộc mạc, giản dị các bạn. Bà con giao dịch những cái con vật nuôi, đó là con lợn và lợn đen. À. Mua cân hay là mua vo? Con đấy. Là mua vo rồi. 3.2 triệu. À, 3.2 triệu. À. Con to này thì bác ấy đang báo là 3.2 triệu. Nếu mà mua vo là 3.2 triệu. Còn nếu mà mua cân đến 6 mấy chú? À, bán nếu mà bán cân thì 100.000 một cân cơ. À. Một con lợn to các bạn. 3.2 triệu. Ờ, con này cũng tầm đầu 3 các bạn. Đấy. Chắc là người ta cũng phải cân ở nhà đấy.
Đấy, tầm này khoảng 30 đến 33 cân, khoảng đấy thôi. Mình chưa đoán được chính xác nhưng mà khoảng đấy. Đây. Lợn đen. Đấy. Còn bên này thì bà con mua bán ngô nhé các bạn nhé. Ở đây là ngô. Ngô tẻ hả chị? Cái ngô này bao nhiêu, mấy mươi một cân à? 80 à? 80.000 một yến nhỉ? 80.000 một yến và 8.000 một cân. Ngô 80 là đẹp rồi chứ đúng không? Cho em xem tí cái hạt nó đẹp không? Ôi. À vâng. Đây. Ngô này các bạn này, ngô cho gia súc ăn, gà này, lợn này, rồi có thể là bò, trâu ăn được hết nhưng mà phải nghiền ra nấu cho nó ăn các bạn. Nói chung là màu vàng cũng khá là đẹp. 80.000. Ngô này bà con trồng được và sau đó là phơi khô, tẽ hạt để mang ra chợ để bán đấy các bạn. Ở bên này này nhiều lắm. Ở bên này mình thấy. Ôi ở đây là nguy hiểm rồi, có người đổ ngô này nhặt đi bao giờ cho xong các bạn. Đây. Ở đây có một bao ngô bị đổ vừa ấy xong. Chắc là xách lên thì không may. Bị đổ ngô rồi các bạn. Chỗ này phải mất mấy yến chắc phải mất khoảng 2 yến các bạn. Để chắc là lấy chổi quét xong hót vào. Thôi đường nào nếu mà cho gà ăn thì đơn giản thôi. Cứ hót hết về cả đất về cho gà nó mổ. Đấy, khu vực này bà con bán những cái bao ngô này. Đây. Rồi cứ đi đi. Mình ngô lặng phết đấy các bạn. Một cái bao này nó phải 80 cân đấy, không phải đơn giản đâu. Ví dụ bao y đin này nó phải 60 cân nhỉ anh nhỉ? Lặng đấy. Và mình phát hiện ra ở đây là có một cây ngô các bạn này. Cây ngô này là không biết là có bóp được hay không các bạn này. Đấy. Không bóp. Vâng đúng rồi nhỉ. Đấy. Xuất hiện có hai cây ngô. Đây là bà con bán được, chẳng may là làm rơi các bạn. Làm rơi ra nó mọc. Mà nhưng mà nếu mà mọc cái này nó cũng phải rơi vào tầm mất tuần đấy bác nhỉ? Hơn tuần đấy. Hơn tuần đấy nhỉ? Đấy, nó to. Hơn chục ngày. Vâng, đấy. Cái này nếu mà đợi nó cao bằng này xong là mình để phân vào nó mọc hơn đấy. Vâng, đúng rồi. Đấy. Đấy. Khu vực bà con bán ngô rất là nhiều. Đây. Mình sẽ xem ngô đẹp không này. Đây. 329.000 cơ. Ngô khá là đều đẹp. Và bình quân bây giờ là bà con đang bán với giá là 75 đến 80.000 một cân, à một yến các bạn. À 80.000 một yến này. Ngô đẹp phết này các bạn này, đều sáng màu. À, đây chú ấy đang quét để bốc vào để cho nó gọn, sau đó là mang về cho gà, gia súc ăn. Nói chung là gà nó cứ vứt ra đất nó cũng mổ mà. Đường nào ngô cũng vứt ra chậu hoặc là ra đất các bạn, gà nó mổ hết. Đây, khu vực này là người ta bán ngô nhé các bạn nhé. Mình vừa tìm hiểu giá cho các bạn, đó là bà con đang bán với giá là 75-80. À, đây là bán cả lạc này. Ồ, đây là lạc đỏ hay là cái trắng ấy chị? Lạc đỏ nhỉ? Ở đây là bà con bán lạc đỏ. Cái này là chưa luộc đúng không? Cái này thì bao nhiêu tiền một cân hả chị? 25.000 một cân. À, nếu mà té ra thường thường ở trên chợ phiên là người ta bán đến 90.000 một cân khô ạ, lạc phơi khô, lạc cái hạt lạc ấy. Còn chưa bóc cái này thì bán 25.000. Cái này mang về luộc được không nhỉ? Luộc nhỉ? Em sợ nó già đấy. À già mới ngon á. À. Rồi cái này có thể là luộc hoặc là phơi khô để lấy hạt các bạn. Ở trên chợ Bắc Hà này người ta bán những cái hạt lạc mà người bà con té ra rồi ấy, thì bà con bán với giá là 90.000 một cân nhé các bạn đấy. Còn tươi như này thì bà con bán với 25.000. Đây. Cẩn thận nhá, hôm nay đổ như kia. Ở đây nếu mà các bạn nuôi thêm một con gà quanh quanh đây cũng được này, nó rơi nhiều lắm. Không dám ra, làm sao dám ra? Không dám ra. Đông người không dám ra đâu.
Chỗ này chắc là tầm 25, 30, 30 cân ấy. Ngôi này cũng 80 à anh? 75. À 75, đấy. Qua cũng vượt má nữa. À. Cũng ai da, cứng lắm các ạ. Cái này là người ta phơi. Cái này là người ta phơi khô cong hết rồi các ạ. Tí gãy răng. Thôi, bây giờ thì Hải sẽ mời ông bà cô dì chú bác đi vào trong chợ nhé. Đấy, khu vực ngô thì mình xem rồi. Lợn bản thì ở đây thì người ta... À, đây là... Đấy, người ta cũng mua ngô nhiều các bạn. Lợn này, đấy, mấy con lợn vừa lấy này các bạn này. Lợn bình quân bây giờ nó giá từ 90 đến 100, những cái lợn nhỏ. Có anh đang hỏi con này bán với giá là bao nhiêu tiền một cân hơi thì bác báo là 100.000. Con này bác đoán bao nhiêu cân bác? Hơi này nó mà no này thì khoảng bao nhiêu cân được nhỉ? Chắc phải trên 30 cân đấy. Vâng, nó phải 33 cân đấy. Thôi, chúng ta sẽ di chuyển vào trong chợ nhé các bạn nhé. À, buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết thì khá là mát các bạn. Mát mẻ, dễ chịu. Chắc là buổi trưa nó mới nắng. Còn bây giờ mới 6 rưỡi sáng thôi nên trời vẫn mát. Đây, ở ngoài đường là người ta bày bán rất là nhiều các bạn. Cũng ngan gà giống này, đấy, vịt này, những con giống các bạn, gia cầm giống, gà này các bạn này. Đây gà đen à? Ồ, gà ác nhỉ, gà đen. Gà ok, gà ok. Gà hơ mông. À, gà hơ mông. Có phải khoảng không nhỉ? Cái này... Gà hơ mông ấy, sư kê thì đen đấy bác. Cái này hôm nọ bao nhiêu tiền một con nhỉ anh nhỉ? 38. 38 nghìn à? Đi đỉa được không? Nơi to nó đỉa được không? Bác kể nhiều chứ, gà hôm bơ bác nuôi ở trên là si á đâu. Si nó chưa nói đây, bác không có cái đây đi. Đây. Đẻ xong rồi, đẻ cái đây dày. Chắc là lớn lên nó càng đen chứ. Ôi, lớn lên nó càng đen. Chân đen này các bạn này. Đen, mỏ đen này, đen, màu đen này. Đấy. Xương đen nữa ấy. Giống sao nó đẻ này. Gà này anh đang bán là 25.000 một con nhé. 38.000 này. À, gà tàu. 38.000 một con các bạn. Tàu đây. Và để vô. Còn là còn được 19 20 con này tao. Em bớt cho đi. Gà hơ mông. Tại sáng giờ ra bắt người đấy đấm bắt bắt lốt cho em bánh chảy. Ăn gà gì đấy mà đen. Gà cược. Gà ok bạn. Gà ok là gà đen thì con này người gọi là gà đen. Tàu 25 gà Trung Quốc thì người ta đây này, cái con nó to, chân nó to này các bạn. Con này với những con như thế này thì anh ấy đang bán là 25.000 một con. Còn cái này thì 38.000. Nhưng là cái này anh có vận chuyển chuyển xe không hay là chỉ bán ở chợ thôi nhỉ? Ví dụ có người đặt hàng ấy. Có vận chuyển xe có. Nhưng mà phải đặt nhiều ấy nhỉ? Chỉ đặt chục hai chục con để trả bó thôi nhỉ? Bởi vì mình biết là các anh ấy đi chợ là bán nhiều nên là ví dụ như có khách mà đặt 10 con hoặc là 15 con thì thật sự là không bó các anh để mang đi vận chuyển xong đóng hàng rồi gửi xe, nói chung là rất là mất công nên thường thường là các bạn phải lấy vài chục con, 5-60 con ấy, hoặc 100 con thì anh ấy vận chuyển mới bó. Thôi chúng ta sẽ đi vào trong chợ. Ở đây có bác cái bán chó này. Chó này là chó thường nhỉ, đúng rồi. Đây. Cho xem tí bác nhé. Ở đây bác ấy bán hai con chó phổ thông. Như con, những con này khoảng bao nhiêu tiền bác? À, chắc vào những cái chó phổ thông, nói chung là những cái giá này thì giá bình quân thôi. Đấy, những cái chó rẻ gọi chó mà bà con hay nuôi. Bà có hai con. Đấy, nó tầm 300-350 một con này các bạn. Mận tăm hoa. Mùa này mùa mận này này.
đây bà con bán nhiều mận như này. Mận này là bây giờ là vào mùa nó cũng rẻ các bạn. Em xem tí nhá. Ôi, mận xếp đẹp nhỉ. Ô quả này quả to nhỉ chị nhỉ? Quả này mấy chục một cân à? 20. 20 à, ví dụ những quả như thế này này các bạn này, vào đầu mùa ấy thì nó đắt này, 30 hoặc là 35 này. Nhưng mà bây giờ nó vào mùa rồi nhiều nên mận nó cũng rẻ dần. Vì trên Bắc Hà là mận địa phương ấy nhiều lắm. Chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Đây, bạn này cũng bán mận này các bạn này. Đây, sọt, đây là một cái gọi là cái thùng xốp mận luôn. Nhiều. Mùa này là rất là nhiều các bạn. Ở trên Bắc Hà thì bà con trồng nhiều. Mỗi nhà thì có chục cây, mấy chục cây. Có nhà thì 100 cây. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trong chợ vậy. Ở trong chợ Bảo Nhai thì có một cái địa điểm rất là ấn tượng các bạn. Ôi, đây quả xoài to đẹp thế. Sao quả này nó tròn tròn nhỉ các bạn nhỉ? Xoài gì mà tròn thế nhỉ? Đấy, quả nó màu vàng, rất là đẹp. Cái loại xoài này ăn nó ngon mà. Ngon không bà? Rất ngon đấy. Nhìn đẹp nhỉ bà nhỉ? Đấy, nhìn cứ tròn tròn ung ung ấy. Đấy, to đều đẹp. Thơm. Vâng. Nhìn nó đẹp. Nó mua mà con cháu nó mua nó cho ăn. Vâng. Đây này, bên này là người ta cũng bán nhiều mận này. Đấy, cứ bây giờ thì rẻ nhất là 10.000 một cân các bạn. Đấy là những cái quả mà nó bé bé. Còn quả to thì 30, còn bình quân thì cứ 20 các bạn. Đây là thi nhau chọn mận này. Mận tâm hoa. Mận tâm hoa của cô? Tâm hoa. Vâng, tâm hoa Bắc Hà nhỉ? Tâm hoa Khánh Cấu. Vâng, cháu xin ạ, đây. Đây, một quả mận này rất là tươi. Cái này mới vặt đây anh nhỉ? Đây, các bạn nhìn cái lá này, cô ấy mới vặt này. Vâng, cháu đi chơi thì... Mận này mấy chục một cân cô? 15.000. 15.000, đấy. Đây các bạn này, đấy. Bận. Cái này là trong là có màu đỏ nhé các bạn nhé. Và cái vỏ của nó này các bạn nhìn thấy nó có hoa văn này. Phấn này. Phấn. Có phấn là mới vặt đấy. Và. Ôi nhìn thấy bận này thèm quá. Mình thử cắn một miếng ra cho cả nhà xem nhé. Đấy. Đấy. Đấy, bận này các bạn. Ôi, đấy, cô mua nhiều đấy cô. Cô mua cả túi này mua nhiều, mua hết chợ này. Túi này mang Sapa. À, mang lên Sapa ăn à? À, đây là mận ở trên Bắc Hà thôi, Sapa không có mận này các bạn. Sapa không có. Vâng. Ngon lắm cả nhà ơi. Đây, cô này vừa mang một cái gùi đến này. Ngon quá. Cô ấy mang rất là nhiều ngọn bí ạ. Không bán ở Bắc Hà. Bắc Hà hôm nay không có chợ cô nhỉ? Bắc Hà chỉ có chợ chiều thôi. Còn chủ nhật thì mới có. Ở đây cô mang rất là nhiều những ngọn bí ạ. Cái này luộc này hoặc là xào ăn ngon lắm. Hình như cô mua rồi mà cô lại mua tiếp à? Đấy cô mua cà này. Đấy, mua đấy cô rất là nhiều mớ các bạn. 15.000 hay lắm. Ở đâu mà rẻ thế? 7.000 một mớ à? À. Đây thì đây mua đi. Rau đấy nó không ngon hàng rau này. Cái này ngon mà cái này giá nó 15.000 nó bán rồi. Cái này ăn ngon nhưng mà lười tước. Và cái này phải chăm chỉ tước. Cô ấy ở tận Bắc Hà xuống đấy các bạn. Bởi vì chợ Bắc Hà thường thường là buổi chiều đông. Nhưng mà buổi sáng thì ít. Cho nó để giờ đi nó bán.
ấy cứ xếp thẳng vào đẹp này, rất là nhiều quá. Cái này để tủ mát nó tươi lâu mà. Vâng. Đấy, cô ấy đang chọn những cái ngọn non ngon. Rau này ăn cực kỳ là ngon các bạn. Đây, những quả dưa này. Đây là cũng là dưa chuột nhưng mà không phải là nhưng mà trên mình hay gọi là dưa mông. Như quả dưa chuột kia, dưa ta nó khác ạ. Dưa mông này thì quả nó cứ tròn tròn bầu bầu các bạn. Đây, nhìn rất là béo. Đây, các cô người Mông mang đến hàng đến phát là khách tới tâm mua. Đấy, những cái nông sản rau củ quả bà con mang ở trên người ta trồng được ấy, mang đi chợ phiên để bán ấy các bạn. Và bây giờ thì Hải sẽ mời các bạn đi sâu hơn nữa vào trong chợ nhé. Để xem chợ ngày hôm nay có các mặt hàng gì nè. Và cái điều đặc biệt ở trong phía trong chợ ấy, thì có một cái khung cảnh rất là ấn tượng. Đấy, thơ mộng và giản dị. Ở bên ngoài thì tấp nập, ở bên trong thì thơ mộng giản dị các bạn. Đây là khu vực bà con bán đậu ấy. Đấy, những cái đồ ăn các bạn, đậu phụ này rồi đỗ giá này, chè. Đấy, ba ngày bán cả chè San Tuyết này. Ê, chè San Tuyết à cô? À, và chè Bản Liền, chè sạch Bắc Hà. Và nhà cháu cũng bán chè mà. Bà mua chè mà. Ôi bà mua nhiều thế. Đây, xem trong này có bà có gì này. Rau à? À, bà mua một túi, hai túi này, ba túi các bạn. Chè San Tuyết. Chè này thì thuộc xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, thành phố Lào Cai. Và chè này khá là nổi tiếng ở Tây Bắc nha các bạn nhé. Ở trên kênh của Hải thì cũng đang và ở trên kênh của Hải thì cũng bán rất là nhiều. Hải bán giao từ nửa cân đến nửa cân trở lên. Đấy, ông bà có gì chú bác nào có nhu cầu lấy thì cứ liên hệ với Hải qua số điện thoại Hải ghi ở màn hình ấy. Còn đây trứng này các bạn này, bà con bán trứng. Rất là nhiều đồ các bạn. Đây, ở trong này là khá là tấp lập các bạn. Ôi cái này ăn thì ngon này các bạn này. Em chào anh nhé, em xem tí nhá. Ok các bạn này, cái này thì ăn cực kỳ là ngon. Cái này là gọi là cái bồng khoai ấy. Cái này là nấu canh rau đay hoặc là rau mồng tơi cực kỳ là ngon. Đấy, các bạn, cái này phải tước cơ. Đấy, cô ấy tước sẵn này. Cái này tước xong bán hay cô tước mang về cô? Tước bán đấy. À, tước bán này. Cái này tước xong này các bạn ngâm với, xoa với muối này, để bóp với muối để cho bớt độ ngứa đi. Cái này, này làm ăn thì ngon nhưng mà nhưng mà vẫn phải bóp qua muối chứ. À và à, không phải bồng ngứa. Ăn cái này ngon nhưng mà tước thì hơi bị lâu các bạn. Đấy, tước cái này lâu lắm. Và đây là các cô ấy, anh ấy tranh thủ lúc nào rỗi thì chưa khách thì ngồi tước thôi. Chứ đây là trong chợ Bảo Nhai các bạn nhé. Và diễn ra chủ nhật thì chắc là cũng đông đấy các bạn, nhưng mà chủ nhật thường thường là mình hay chủ nhật mình hay lên chợ Bắc Hà ấy. Đây, ở đây là người ta bán ngô này. Đấy, ngô này. Đấy, ngọt bí này. Đấy. Chào chị nhá. Ngô anh ơi. Vâng. 10.000 một túi à? 20.000 anh ơi. À, 20.000 năm cái. 20.000 bạc. Vâng. Mùa này mùa ngô rồi. Thấy ở ngô người ta trồng nhiều lắm các bạn. Ngô lếp. Ngô luộc ạ. Ở đây là người ta bán cả cái sâm đương quy này các bạn này. Sâm đương quy này, hệ loại 6-7 tháng này. Thơm không nhỉ? Wow, rất là thơm các bạn. Cái này thì ngâm rượu hoặc là xào hoặc là cho vào nồi lẩu. Đấy. Lẩu gà, lẩu thắng cố cũng được các bạn. Thơm nhỉ? À, đứng gần đây cái mùi nó bay ra cực kỳ là thơm các bạn. Cái này cái loại sâm này là mệnh danh là dành cho phụ nữ là nhiều các bạn. Đàn ông thì có thể là ăn này hoặc là cũng có thể là tần gạo hoặc là ngâm rượu cũng được. Nhưng mà cái này
là nó tốt cho phụ nữ là nhiều này các bạn ạ. Điều kinh hoặc là bồi bổ sức khỏe ở đây rất là tốt các bạn. Ở đây là bán cả cái dễ tam thất tươi. Sau đây có cả củ cả dễ ở đây. Các bạn có thể là mua về để linh hầm, để ngâm mật ong, bồi bổ sức khỏe, chữa u biếu, nhanh lành vết thương này. Đấy. Chợ phiên là người ta bán nhiều đây này. Bạn. Đấy, tam thất tươi. Đấy, người ta đây người. Vâng, cho đi chơi tí ạ. Ở đây nó có mầm này, cái này mọc mầm này. Đấy, cái này mang về trồng này các bạn này. Đây gọi là gừng đen, đây này. Đấy, các bạn nhìn nhé, màu đen này. Đấy, có mầm. Nói chung là loại này nó dễ sống mà các bạn. Cứ vứt chỗ ở mà mỡ đứt là nó sống ngay, nó mọc mầm. Đấy, chị bán là tam thất tươi, nhiều size các bạn. Và giá tiền, mỗi loại size thì giá tiền nó khác nhau. Đấy, các bạn mua cái loại size thường thường là củ to nhất, củ tươi nó rơi vào 4 củ một cân. Còn bình bình thì củ to thì 5 củ một cân. Đấy, nó nhiều, nhiều loại nên các bạn thích mua loại to, loại nhỏ có hết. Đây, mình xem sao. Em chào anh nhé. Cái này cũng của anh à? À, của cháu à? Người nhà tất. Và nhìn biết. Đây. Đấy, các bạn chọn những cái củ như này này các bạn này. Thứ nhất là cái rễ nó ít này. Cái rễ nhỏ nó không đáng kể. Đấy, cái rễ này thì to. Củ này là nó thuộc vào củ đực đấy nhé các bạn nhé. Nó nhiều thịt này. Đấy. Tam thất tươi rất là bồi bổ. Ô, hôm nay bán cả dưa ấy, dưa mông. Đấy. Dưa này giờ bao nhiêu tiền một cân đấy? 10.000 và cái to là 10.000 ạ. À, 10.000. Đây, những quả dưa nó béo béo, bầu bầu, đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Cái này gọi là dưa người Mông. Đấy. Nhiều chưa? Ôi, không cần đâu. Không ấy, tí quay về mua sau. Giờ cầm đi thế nào được? Cháu bảo ba lô, chị anh ấy tặng mình hai quả dưa này, không biết là có lên nhận hay không ạ. Nhưng mà cầm thế nào được đi này? Đâu, anh cháu bảo ba lô, chị anh đi rồi. Hồi sạch vậy. Thôi cảm ơn anh nhá. Đấy, anh ấy chuyên bán tam thất cơ. Anh ấy tặng mình hai quả dưa, đấy, rất là quý. Cảm ơn anh ấy rất là nhiều. Ở đây thì anh bán nhiều lắm quá. Ở đây này, đấy. Đây, cả tam thất tươi. Thế này dưa này nhà mình trồng được ấy. Nhưng mà chính thức là nhà anh ở đâu? Lùng Phình à? Lùng Phình á? Cũng trung tâm, trung tâm cách trung tâm 6 cây thôi thì. Nhưng mà không phải đường lên Lùng Phình đúng không? Thung Lũng Hoa á? À, thế nhà anh ở Thung Lũng Hoa Bắc Hà đúng không? À, rồi. Ôi, em cảm ơn nhá. Hai quả dưa. Đây. Ở đây thì anh bán nhiều size lắm. Mình hay, nếu mà mình hay đi mua tam thất cho khách ấy, thì các bạn để ý ở trên video ở trên chợ Bắc Hà mình toàn lấy của anh ấy thôi. Vì anh ấy bán rất là nhiều. Nó có nhiều size các bạn. Cái này là chúng ta nếm vào là nó có vị đắng đắng ngọt ngọt các bạn. Đấy. Nó đắng một tí xong nó lại ngọt ngọt. Đây này, nhiều size chưa này. Đấy. Rất là nhiều. Thôi, bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn đi sâu vào trong chợ nhé. Xem chợ Bảo Nhai ngày hôm nay này có cái gì đặc biệt hay không. Nhiều lắm các bạn. Đây, ngày hôm nay đông hết nhỉ anh nhỉ. Nhưng mà hôm em đi không đông lắm nhưng hôm nay đông. Ồ, ở đây đang chị đang chọn cái củ gì đen đen này các bạn này. À, củ gấu tàu. Thật ra là mình cũng biết rồi, trêu chị thôi. Củ gấu tàu các bạn. Cái này để ngâm rượu này, để chữa tê bì chân tay này. Đấy, làm thuốc bóp ấy các bạn. Đấy. Còn ngoài ra thì các bạn có phải linh hầm. Linh hầm để bồi bổ sức khỏe. Nhưng mà cái tươi này ngâm khoảng bao nhiêu tiếng thì được anh? Ngâm linh hầm để tươi khoảng 1 tiếng được không ạ? Vâng. Cái này phải 4 tiếng. 4 tiếng à? Ừ, quay sợ đấy. À, là ăn là không độc nhỉ? Còn nếu mà nó chưa chín là nó có độc không ạ? Không biết là nếu mà độc thì nó tê giật giật hay là nó hay là người teo luôn thì toang. Nó là
khai nó cứng người luôn. À cứng người luôn ạ. Đấy em đang hỏi cái cảm giác là bị độc này như thế nào ấy. Bởi vì là mình chưa test thử bao giờ, chưa dám test thử. Đây cái này ngâm rượu thì cần một chút thôi là. À. Cái này đau răng mà ngậm tê đầu lưỡi. Dạ. Cái này ngâm rượu. À để chưa tê bì trên tay ạ. À xoa bóp nhỉ. Ngã. À vâng. Chứ không uống được, uống là toang luôn đấy nha con nhỉ. Uống ít thôi. À uống ít đấy. À đấy, mình hỏi cách sử dụng để sau này biết đâu mà dùng các bạn. Chứ không là không biết dùng là cái này nguy hiểm ấy, bởi vì nó có vâng đấy, nó có độc. Thôi chúng ta sẽ đi vào sâu trong chợ nha các bạn nhé. Chợ ngày hôm nay thì mình cảm giác là rất là đông nhé, không biết là ngày hôm nay ngày gì mà đông nhỉ. Mọi hôm là mọi tuần mình thỉnh thoảng mình qua đây thì chợ vắng lắm, nhưng mà hôm nay thấy có một cái gì đó nó đông hơn. Ở đây là người ta bán cả quýt này. À cái quýt này ngọt này đúng không? Cái quýt này ăn này rất là ngọt này. Để em xem tí. Ồ, cái quýt này ngọt đúng không chị? Đấy, quả tròn tròn. Quýt này quýt gì nhỉ? Không biết là phải Trung Quốc hay là của bên hỏi cô chủ thì biết ngay đúng không? Cô chủ ơi, mấy cái này bao nhiêu tiền một cân ạ? 20.000. 28.000. Đây là cam hay là quýt ạ? Cam bóc. À cam bóc nhỉ. Cái cam này ngọt mà. Cam bóc chứ không phải là quýt các bạn. Quýt thì vỏ nó mềm dễ bóc. Cái cam này thì cũng dễ bóc, vỏ nó cũng mỏng. Đây thì chị chủ đang bán là 20.000 một cân. Bạn ấy đang chọn, xem kinh nghiệm chọn đến đâu. Về cấm có sâu nhá, tay tự chọn mà các bạn. Đây là mọi các chị đi chợ mua đồ, ví dụ như là những cái bó đỗ này, rồi quả bí này. Đây bên này chắc là bạn này là người Mông. Đấy, mặc váy người Mông vậy. Ở đây thì có đồng bào người Mông này, người Dao đen. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển tiếp nhé các bạn nhé. Ô, ở đây là bạn này có cái quả dưa gì màu như kiểu quả gì nhỉ? Quả bơ ấy. Mình xem tí nhé. Không phải che, có quay đâu mà che. Đây, ai đang nghe điện thoại? Đây. Đây cái màu dưa này, đây là màu nó vậy thôi nhé các bạn nhé. Màu nó sạm sạm tới màu này thôi. Đây một loạt này, chắc là giòn các bạn. Đây là dưa chuột các bạn. Thôi, đây này mình cũng được bác kia bác cho này. Thôi mình không thử. Nhưng mà dưa này bán bao nhiêu tiền cân này bạn? 10.000 này, à rẻ nhỉ. Đấy. Dưa chuột nhưng mà màu này nó khá là nạ, độc nạ so với dưa bình thường ở đây các bạn. Thôi mình tắt máy rồi. Đây. Đây. Chúng ta thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu vào trong chợ nhá. Để xem là trong này bà con bán gì nữa này. Hình như cô đang ngồi té lạc à? À. Cô ăn con dưa không cô? Con ăn đi, con về ăn đi. Cô tại vì đang đi quay chú kia quen này, chú cho hai quả dưa mông. Dưa mông ăn ngon mà. Vâng. Nạc đỏ nhỉ? Mấy chục một cân cô? 70.000. Ô rẻ thế? Vâng, cháu biết mà. Nhưng mà rẻ nhỉ? Ở trên chợ cháu bác Hà cháu thấy là người ta bán 80 đến 90. Vâng, người quen nhỉ? Bán rẻ chứ còn đúng rồi nó là 80. À đúng là 80 ạ. Ừ. Ô cái đỗ này giống như kiểu họ hay làm chè nhỉ cô nhỉ? Đỗ đỏ làm chè đấy. À đỗ đỏ. Đây. Mình kiểu con trai ấy các bạn, ít đi đi chợ nhiều nhưng mà những cái dòng như này thì mình ít quay này. Nên nhìn thấy nó to to là nó khá là lạ. Đỗ người ta nói chè. Đỗ người ta nấu chè các bạn. Đây đỗ đỏ này các bạn. À lạc đỏ này. Cô cũng bán nhiều thứ phết nhỉ. Đây. Và cái đặc biệt cái này lâu lắm này mình mới gặp này các bạn, quả bồ kết. Ngày trước nhà mình có cái cây ấy, và cái gai bồ kết nó khá là dài, đâm vào người kiểu dẫm vào nó buốt ơi là nó buốt. Cái này thì
ngày xưa là các cụ là hay gội đầu, đấy, gội đầu bồ kết đấy. Và hình như là người ta làm cả bằng làm sạch phòng đấy các bạn đấy. Bồ kết gội đầu cái này nướng lên nó thơm lắm các bạn, nướng lên nó rất là thơm đấy. Cô ấy bán cả hạt dổi này, để cô ấy bán cả gia vị Tây Bắc. Đây là hạt dổi nha các bạn nhé. Đấy. Xem thơm này. Thơm lắm các bạn. Cái này cho vào thằng cố này, cho vào nướng lên để cho vào ít tí canh này, cực kỳ là thơm. Cô bán nhiều nhỉ. Đây là cả lượng gạo này các bạn. Đấy. Các loại gạo. Mình không dành lắm các bạn. Gạo thì không dành rồi. Thôi cháu đi đây cô ạ. À, cháu đi chơi thì. Đây này, bây giờ mới một cái điều rất là đặc biệt ở trong này các bạn. Đó là cái khu vực ở trong này, một cái khung cảnh rất là mộc mạc, giản dị nhé. Đây, mình sẽ dẫn các bạn ra khu vực này. Rất là ấn tượng các bạn. Đây là bà con bán rau, đấy, những cái rau phổ thông ấy. Rau cải, rồi rau muống, rồi những quả bí. Ôi, ở đây con cua này. Ở đây người ta bán chậu cua. Mình xem tí nhé. Đây. Vâng. Đây là cua này. Cua này về nấu canh các bạn. Đấy, cua này người ta bắt ở suối. Bắt ở suối. Dầu phi. Ôi, nhà bạn ấy bán quả. Cái này quả muỗng hay quả xoài ạ? À? Xoài nhỉ, đây này các bạn này. Đây. À, mùi mít thơm thế, ngồi ăn một mình các bạn này. Mít nhà hay mít này đấy? Nhưng mà mùa này gì có mít nhỉ? Nhà mình có cây quả nó mới bằng hơn quả xoài tí thôi, chưa chín. Bạn này bán có loại mít quanh năm nhỉ? Cà pháo ạ. Bà đang xem cà pháo. Cà này giòn này, cà trắng nó giòn rồi này. 15.000 một cân. Ở trong chợ này, khu vực này trong này khá là mát nhé các bạn nhé. Một cái khung cảnh này rất là giản dị. Đấy, các bạn thấy là những cái quán của bà con bán này, người ta làm từ những cái cột xây này, rồi kèo thì bằng gỗ này, rồi trên mái thì bờ lô xi măng. Và ở một số video trước mình cũng quay chia sẻ cho các bạn ấy. Sau này thì là sau chợ đây có một số cái cây cây bóng mát các bạn. Cái này gọi là cây bóng mát và nó to và bây giờ nó mọc lá ra nhiều. Và nó ở trong này nó khá là mát, khá là ấn tượng các bạn. Trong này cũng khá là đông vui nhộn nhịp nhé, bà con bán những cái rau củ quả. Đây hai bên này là người ta đang tẽ những hạt lạc này các bạn này. Bây giờ thì Hải sẽ đi qua lối này để quay chia sẻ cho mọi người. Ở đây quán ẩm thực các bạn. Ở đây thì có phở này. Đấy. Đấy. Lòng dồi. Phở đỏ kết hợp với lòng dồi. Đây có quán phở này các bạn ạ. Đấy, mọi người đi ăn sáng. Đây này các bạn này, ở đây các cô ngồi bán những cái mớ. Đây là cô bán những cái bó đỗ. Dưa. Đấy. Dưa. Đây đỗ này các bạn này. Đấy, đỗ những cái bó rất là đẹp. Cái này bao nhiêu tiền mớ cô? 10.000, nhiều nhỉ? 10.000 khá là nhiều các bạn. Đây. Cái này gọi là đỗ đũa hay là đỗ gì cô? À đỗ đũa. Đây. À vâng. Cái này của nhà trồng được ạ? À? À nhà trồng được mang đi bán các bạn. Đây. Nhìn rất là ngon nhé. Cái này xào luộc các bạn. Xào luộc. Vâng.
chợ phiên là bà con bán những cái rau củ quả trồng được mang đi chợ phiên để bán đấy. Ở đằng sau này một cái khung cảnh khá là đẹp nhé các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy là cái khung cảnh ở đằng sau đấy. Cái điểm này gọi là điểm mấu chốt mình muốn giới thiệu cho các bạn này, đó là cái khung cảnh tuyệt vời đấy. Trông nó giản dị, mộc mạc và có một cái điều đó thì cảm giác là thoải mái, thư giãn các bạn. Đây, cây gối này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy những cái cây nó rất là to. Nó che bóng mát ở đây. Và sau này thì bà con đang ngồi bày bán các mặt hàng. Đấy, mặc dù những cái mặt hàng này nó rất là đơn giản thôi. Những cái rau củ quả của bà con trồng được mang ra chợ phiên để bán. Đây này, sau này ở đây đây mình thấy là người ta bán đây là người ta bán những quả dưa, quả bí ấy. Đấy, bên này để bán bí này, những cái quả bí non đấy các bạn. Đấy, không biết là bạn này đang chụp cái gì đây. Ông kia đâu rồi? À, đang quay ngoài kia. À, thế cảnh ở đây đẹp nhỉ, nhìn nó mộc mạc đẹp lắm các bạn. Đây, cái khung cảnh như kiểu chợ quê miền núi. À có, đây. Quay được nhiều chưa? Quay một lúc, lâu không đi, nay tranh thủ đi một tí. Đây là bà con bán nha, măng. Ơ, măng mùa này vẫn còn nhỉ? Cái này măng bầu hay măng gì đấy cô ơi? Măng bầu. À, măng bầu à? Cho xin. Đây. Đây. Măng bầu. Gần được một cân. À. Hơn măng luộc ạ. Và bên này là người ta bán cả những cái ngọn rau dền. Đây này các bạn, cháu xem tí cô nhé. Cái này là rau dền này, cái này ăn bổ máu này bà nhỉ. Ăn bổ máu này, đấy, ăn rất là ngon. 5.000 ạ. 5.000 một bữa. À, rẻ nhỉ. Rau này gửi bán đấy. Là rau sạch nhá các bạn nhá. Các bạn nhìn đến nỗ là biết là rau sạch rồi. Và rau dền bổ máu các bạn, luộc hoặc là nấu canh. Đấy, có hai cách. Và khu vực này thì người ta bán bánh rán này, bánh chuối này. Đấy, rán bánh, hàng bánh rán các bạn. Mua cá chưa? Chưa, bây giờ mua. Đi mua đi. Ôi, khu vực này bánh rán này. Cô xiên xúc xích à? À, xúc xích. Cô ấy bán cả bánh rán à? Vâng, lâu lắm rồi cháu chưa qua đây. Này, ở đây là cô ấy bán cả bánh gai này các bạn này. Cái này bánh gai đen hay là bánh gai gốc à? À, gai đen này. Bao nhiêu tiền bình này cô? 25.000. Hả? 25.000 à? 5, 10, 15, 20. À, 5.000 một cái các bạn. Đấy, 55, 25. Cái này ăn ngon này các bạn ơi. Cái này là tuổi thơ của mình đấy. Ăn cái này khi mà bố mẹ đi chợ về hay mua những cái bánh gai rồi những cái bánh rán. Ôi, bánh trưng của cô to nhỉ. Đây, bánh trưng rán này các bạn này. Đây. Tí phải làm cái các bạn. Bánh trưng. Đây. Bánh rán to. Đây. Cô ấy đang rán rất là nhiều ở kia. Ôi, rất là nhiều các bạn. Ở bên này, ở ngay bên này thì người ta bán cá nhé các bạn nhé. Đây, cái này cái cá mà người ta bán ở sông chảy ấy. Người ta bắt ở sông chảy ấy. Lúc mình quay cái cảnh sông chảy cho các bạn xem ấy. Mà nước nó trôi nước là màu xanh ấy. Đây chính tỏ đấy là cá ở đây là bà con bắt ra ở sông chảy thôi. Đây là hình như là đây là. Mua chưa, mua quán này à? Bà cô mổ à? Mua một cân về chiên. Một cân về chiên xù nhỉ. Cái này rẻ mà cá này nhỏ quá, 20-25 nghìn một cân. Đây à, đang mua đây à? Mổ rồi à? Mổ rồi. À, mổ. Phải lấy một cân về mà ăn. Không, mình hôm nay dự định lên Lào Cai cơ. Hôm nay á?
Chiều nay đang dự định lên Lào Cai ấy. Ở chiều hôm qua mình định lên mình xem mua con máy mà đắt quá, thì trước thì phải mua con này là tầm bao tiền? Thì bây giờ là 3 triệu 7 năm. Mua đắt đâu? Mua xốp. À thế mình mua trước lên như kia nó họ toàn đòi 5-6 triệu cơ. À. Định mua cái tầm 5 triệu tức là 25.000 hay 30? Hả? 25.000 à chị? 20.000. À 20.000 rẻ đấy. Cái này cá sông chảy nhỉ? Đấy, cá sông chảy các bạn đây. Vâng, khá là rẻ các bạn. Cái này thì các bạn mua về cái này về chiên xù cho bột xù vào đấy, cho bột mì vào ấy. Chính cái loại to ấy, mà cá này mà cái loại to thì nó xương nó cứng lắm. À, đúng. Cá này ăn được cả xương. Đấy. Khu vực các chị bán cá này các bạn này. Ôi. Ủa con chép kìa, kia có hai con chép to chưa? Vâng. Lấy tiền một con đấy. Đấy con béo nhỉ? 70 một con á. 70.000 một cân. 70.000 một cân. Con này 70.000 một con đây. 70.000 con. Con đấy được 5 lạng. Con đấy 40.000 một cân. À 40.000. Biết là trêu rồi. Con chép to này các bạn nhìn nó vàng óng này. Thế như là thịt nó hai con chép ạ, đây có hai con chép. Loại này chị đang báo là 70.000 một cân. Loại nhỏ này 40.000 các bạn. Ăn con này về phát gái nó theo luôn. Vâng. Béo quá nhỉ. Cho đi chơi thôi, đi quay thôi. Ở đây này các bà bán cả ốc này các bạn này. Đây. Đây là ốc khêu. Người ta khêu ruột ra này. Và bán cả chuối nhá. Đấy, người ta bán cả chuối nấu ốc các bạn. Đây, cái này là các bác ấy bán thành túi sẵn này này các bạn này. Đấy. Ồ con ốc này to nhỉ. Đây này. Bà ơi một túi này thì bao nhiêu tiền hả? 50.000. Đây là người ta khêu sẵn bỏ đây rồi, các bạn mua về chỉ việc nấu chuối thôi. Vâng. Đây là đây, chuối này, à còn cá chấm này các bạn này. Tôm tươi, đây tôm tươi. Em xem tí nhé chị. Đây là tôm nhảy lách tách. Đấy, tôm nhảy các bạn, người ta gọi là tôm nhảy. Đây nó bám vào đây. Đấy. Đấy, khỏe, tôm khỏe mạnh. Đây là chị sục cho nó có oxy, cho nó sống, cho nó có oxy nó thở. Tôm tươi. Đấy. Ở bên này này các bạn này, ở bên này thì rất là nhiều cái ô cá. Đây còn cá chép này các bạn này. Ở kia bác ấy đang mổ cá các bạn. Con cá to nhỉ? Cá rô phi đây to đấy. Con đấy nó rơi vào tầm bao nhiêu cân được nhỉ? Tầm cân ấy nhỉ? Hơn cân ấy. Cá đấy tanh gì? Ông tí về kêu này sao bảo nước tanh thế, chân mùi tanh thế. Ba 79.000 nhân ra 47 bằng 79.000 chứ phải cho 80.000 nhá. Chúng ta đưa nhà cháu cái tiền nhá. Không còn tiền đi đâu. Bắt tiền tài khoản đây nhưng mà rất bạ không dùng. Như con dâu phi to này nó cũng nhiều thịt các bạn. Đấy. Ăn cái này chắc. Vâng. Ăn này còn hơn cá chép chị ạ. Cá chép nó không có thịt, cá chép chỉ trứng. Ôi, bên này người ta bán nhiều cá chứ này các bạn này. Ê. Ôi, tàng cá chép đấy. Em xem tí nha chị nha. Ôi, ở đây chị bán tàng cá chép này các bạn này. Đây. Đấy, nhìn nó béo nhỉ. Ôi, con này vẩy to thế. Chép xin bạn vẩy to nhỉ. Đây này các bạn này. Vẩy nó khác lạ so với một số con cá khác nhé. Đây.
Để như con có cả như con bên này thì vẩy nó bình bình. Còn con này vẩy bên này nó đặc biệt hơn này các bạn này. Đấy. Như con cá chép bụng nó to. Ở bên này thì người ta bán nhiều này các bạn này. Ôi con này to thế. Đây, một cá chép to. Ôi con này có trứng này các bạn này. Ui con này toàn bụng nhỉ. Đấy. Đây này, nhiều lắm các bạn này. Ui con kia to phết này, con ở đây có con cá chấm to này các bạn này. Đấy. Nó như kiểu cái tàu điện ngầm ấy. Vâng, con to nhỉ anh nhỉ? Con kia mà à, 40 cân kìa anh nhỉ, tàu điện ngầm đấy nhỉ. Ở đây cái bể các bạn, người ta thả vào đây để cho nó tươi, cho nó sống, cho nó tươi. Nếu mà các bạn mua về thì mua mà người ta mổ cho thì mổ sẵn đấy, thích kiểu nào thì người ta chiều kiểu đấy luôn. Ở đằng sau các bạn nhé, chúng ta vẫn đang đứng ở đằng sau chợ phiên. Cái khu vực khá là nhiều cá sông chảy. À lại gặp cô này đây. Đấy cô ấy đang mổ cá sông chảy đấy các bạn. Hôm nào cô cũng nhiều nhỉ. Bán không bao giờ hết nhỉ. Hết lại có, hết lại có. À. Đây là... Vâng. Đây là... À, hết này hồ có nhỉ. Đây là cá sông chảy. Đấy, những cái cá tự nhiên ấy các bạn. Cá này có nuôi được không bà? Không nuôi được à? Cá này kiểu người ta đánh bằng bắt quái hoặc là kéo lưới, cất vó. Chính tỏ là cá tự nhiên. Đấy, cá tự nhiên thì ăn ngon. Bây giờ mà cứ nhắc đến cái gì mà người ta nuôi này, hoặc là người ta kiểu ở nhà thì người ta lại không thích. Bây giờ là người ta thích một cái điều gì đó là tự nhiên. Đấy. Đôi khi nó xấu cũng được nhưng mà nó tự nhiên các bạn. Khu vực ở trong chợ nha các bạn nhé. Đấy, khu vực đằng sau bà con bán cá này, rồi bán tôm này. Đấy, những con cá mương, những con cá sông, rồi nói chung là nhiều các bạn. Đấy, mình vừa quay chia sẻ cho các bạn. Đây là bánh rán này. Đấy. Bánh gai. Đấy, bây giờ thì mình sẽ mời các bạn đi thưởng thức bánh gai nhá. Đấy, bây giờ thì mình sẽ bóc cái bánh gai. Cái này có 5 cái này các bạn này. Đôi 4, 5. 5 cái là 55, 25, 25 nghìn các bạn. Đấy. Bánh gai đen. Thấy bác chia sẻ là bánh gai đen. Mình sẽ bóc ra xem. Bánh gai này thì có hai loại, bánh gai gấc và bánh gai đen các bạn. Cái này người ta cuốn từ lá chuối khô. Đấy. Đấy. Đây các bạn này. Bạn nhìn thấy nhân cái đen chưa? Đây. Cái này làm từ cái gì nhỉ? Cháu quên mất rồi. Cây gai đen ạ. À, cây gai nhưng mà... Nhưng mà làm cái gì để cho nó thành màu đen ấy? Là gai ạ? À? Là... À đô thành cho ạ. À, cháu chưa làm bao giờ. À cây à và đây hai mai mời ông bà cô dì chú bác nhá. Cái này còn nóng này. Và... mềm quá, rất là mềm, ngon lâu lắm rồi chưa ăn cái này các bạn. Đây làm cái gì đây. Lâu lắm rồi chưa ăn bánh gai.
nó dẻo dẻo ạ. À, trong có nhân đỗ nhé, à, nhân đỗ này các bạn này. Đâu, quay đâu, tắt rồi. Đi chợ ăn vặt vào nhỉ? Đấy, ngồi đây ăn luôn. Cái này bà cho cả vừng trắng vào đúng không? Đấy, các bạn thấy chưa? Ở trong này có nhân đỗ này, có vừng này. Ăn cái này thì mềm này, và mùi cũng khá là thơm. Dẻo quá. Ở bên này thì người ta cũng bán bánh rán này các bạn này, bánh chuối, bánh rán. Đấy, còn ở khu vực đối diện của chúng ta là rau củ quả. Thôi, nói chung là đằng sau thì khá là ấn tượng nha các bạn nhé. Một cái khung cảnh khá là đặc sắc và rất là ấn tượng. Và bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn xuống cái khu vực bà con bán những cái mặt hàng giày dép rồi thịt lợn, xem chợ phiên ngày hôm nay có gì không nhé. Xem có gì đặc sắc không? Có thì chắc chắn là có rồi, mà có gì đặc sắc hay không? Ở đây là người ta bán cái chè dây này các bạn này. Chè dây Sapa. Đấy. Tác dụng chữa dạ dày này, ợ hơi này, ợ chua này, đau rát thượng vị này, viêm loét dạ dày này, hành tá tràng này, an thần này, chữa mất ngủ này, giải độc cơ thể này, làm nước giải khát này. Cái này đun nước uống này, chè dây các bạn. Đây là gì đấy? Lá đắng à? À, giả cổ lam. Cô ơi cô, ở đây cô có lá đắng không? Lá đắng cơ mà. Lá đắng là tên của nó cũng là giả cổ lam á. Cháu tưởng nó khác chứ nhỉ? Cái này là giả cổ lam 7 lá là nó đắng, còn 5 lá là nó không đắng. À, 7 lá nó đắng. 5 lá là dây nó đắng. Có khách hỏi cháu và cháu cứ tưởng là lá đắng nó khác ấy. Đây giả cổ lam này. 7 lá là nó đắng à? 7 lá đắng, 5 lá không đắng các bạn. Cô bán nhiều cái thuốc, cái này để đun nước uống hàng ngày ấy. Đun nước uống hàng ngày. Vâng. Dây kim. À, thìa canh. À, cô ấy nhiều nhỉ. Đấy, vâng. Đây là quán. Quán này cô bán một số đồ để đun nước uống ấy. Đấy. Chữa bệnh. Dạ. Lá đắng. Giả cổ lam các bạn. Đây, để các bạn xem. Đấy. Đây, ở đây cô bán gì đây? Táo mèo khô Sapa, đông trùng hạ thảo, trà sơn bạch hồng sâm. Đấy, cô bán cả tam thất này. Đấy. Đây, đấy, tam thất. Đây là khu vực bà con bán thịt nhé các bạn nhé. Thịt lợn. Thịt lợn đen. Ở đây là thịt lợn trắng. Đây là thịt lợn trắng. Em xem tí. Đây chân giò, thịt lợn trắng các bạn. Rất nhiều. Khu vực bà con bán thịt. Đây, thịt nhiều rồi.
Đây là cô ấy bán thịt bò. Thịt bò các bạn. Ngày hôm nay sẽ là đồng giá khi có một hộp thì các cô bác sẽ người nào mà đau xương đau khớp thì các cô bác có thể lựa chọn bên tay phải, còn những ai mà đang có tình trạng như máu nhiễm mỡ tiểu đường đấy gan thì các cô bác có thể lựa chọn bên tay trái đó là Hải vừa quay cho các bạn toàn cảnh khu vực chợ Bảo Nhai đấy. Bên này là trong chợ này và bên đây là ngoài đường, thì Hải đã quay chia sẻ cho các bạn xong rồi nhé. Hẹn ông bà cô dì chú bác vào một cái phiên chợ tiếp theo ở trên vùng cao Tây Bắc. Đấy, kính chúc ông bà một ngày mới vui vẻ và đừng quên cho Hải xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Xin chào và tạm biệt.